đi chê. Chê ơi, nè. Chê. Trời ơi, chê giỏi quá. Chê ra cào tuyết nè ông bà cô chú ơi. Đó, ba đi làm rồi. Chê phải ra cào tuyết phụ ba nè. Để ba đi về ba khỏi cào nữa. Chê giỏi quá chừng luôn á. Ừ, rồi, ủi qua bên đi con. Ủi qua bên giống hôm bữa mẹ chỉ á. Đó, giờ mê chơi rồi. Đó. Vô trong có ra đường con. Đi, vô trong đi. Ở đây làm chi? Khúc này không cần cào, khúc này không cần cào con. Đẩy tuyết lên, đã đẩy tuyết vô đó, giờ con múc ra. Hả chê? Ồ, cứng quá hả con? Ừ, hứ. Cứng quá hả, lấy không ra hả? Ồ. Đẩy đi con, đẩy dưới, đẩy lên. Ừ. Trời nắng đẹp quá. Ồ, sao? Bên đây được con cái nắng hoài. Không có mưa. Nói gì? Con nói gì đó? Chê nói gì đó chê? Cho chị trong nhà rồi chị buồn, cho chị ra đi chơi một chút. Ra đây phá phá tuyết chơi vậy. Được không con? Được không? Gì vậy? lấy ra đẩy đi tuyết, đẩy tuyết đi Út. Trời ơi. Gì vậy? Ồ, giống như tập thể dục quá hả? Ồ. Hay quá ha. Hay quá Út ơi. Chê cũng mạnh quá ha. Cầm cái đồ cào rồi nâng lên nâng xuống nữa. Rồi đẩy cho mẹ coi. Đẩy đi con. Đẩy tuyết coi. Hay quá. Trời, mốt lớn lên là chùm luôn. Chùm cào tuyết luôn. Đó, đẩy một tay thấy không. Đẩy một tay. Rồi đẩy xong phá luôn. Đẩy xong phá luôn vậy cô. Cô gái. Rồi đẩy tiếp đi con. Nồ không có bước vô té. Chê. Té té không có bước vô đó con. Rồi cầm cây lên đẩy đi. Lạnh hả? Ôi lạnh vậy hả? Ôi lạnh kìa. Nay đâu có lạnh bằng hôm bữa đâu con. Bữa ra cào 1-2 tuần trước á. Chê 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 không có chạy con. Té trơn té. 1-2 tuần trước chê ra cào hai cái má đỏ. Nay đâu có lạnh nhiều. Nay ấm ấm rồi. Sao vậy? Sao lấy không lên vậy con? À cái tay, cái tay ra cầm bao tay lấy không lên được. Đây 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 đây. À. Thở học hạch dữ vậy con. Đẩy có bằng tay. Rồi đẩy không nổi nữa thôi con. Tới đó thôi. Ôi ôi gái mẹ giỏi quá. Trời ơi. Rồi. Hay quá chê ơi. Trời ơi. Thì ra là không có cào tuyết nữa. Vô đây sửa xe hả con. Trời ơi, cái chê sửa xe nè ông bà cô chú. Wow. Trời ơi, phá hồi banh cái bánh xe luôn nha con. Nhớ không?
Tháo bao tay ra ngoài lạnh lắm á. Ghiền chơi mấy cái búa kèm này lắm nè. Lần nào cũng đòi chơi ha ba, đâu cho chơi nay à. Nay thừa cơ hội trào tuyết được chơi luôn. Giỏi quá ha, phá là giỏi lắm ha con. Cái đồ nghề của ba Út ơi, phá hư ba la. Đây đi ra ngoài cào tiếp nữa nè, đi đi với mẹ nè. Đi ra cào với mẹ nữa ha. Ôi tới đây cho con ơi, không có sao không, có sao con không gái? Ôi thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Thôi không được thì thôi con, lại mang nó dài đó, đó khó rồi, dài xúc luôn rồi. Thôi 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 đi vô nhà nha, con phá vậy không được rồi, đi. Thank you.